Chào mừng các bạn đến với khóa học tiêu bổ sổ nâng cao. Thì nội dung của cái bài này mình sẽ hướng dẫn đó chính là ở làm login trong tiêu bổ sổ, tức là làm sao để mà tạo cái cảnh báo ấy. Thì phân loại cảnh báo, thứ nhất là cảnh báo hiển thị dạng window, thứ hai là cảnh báo hiển thị dạng pop-up, tức là dạng cái window nhỏ ấy. Và cái nội dung đầu tiên đó chính là tạo cảnh báo hiển thị dạng window. Thì cấu hình làm login và thao tác trên giao diện cảnh báo. Ok, mình đi vào cái nội dung đầu tiên này. Thì ở mục này, ở đây mình sử dụng UGC Professional nhé. Ở mục Alarm ấy, ở mục HTML Alarm này, các bạn open lên. Thì đây, người ta cho cái bạn ID rồi. Delete, mình delete trước đi. Tức là nội dung nó không... Thứ nhất là bao gồm hai cái tín hiệu. Một là tín hiệu digital, hai là tín hiệu analog. Analog tức là cái giá trị dạng analog dạng liên tục, còn digital là dạng cái 01 ấy, tức là on off. Thì đầu tiên các bạn cấu hình cho mình class, alarm class tức là màu hiển thị đấy, rồi là errors tức là background màu đỏ này, text màu đen này. Background màu đỏ thì text màu trắng thì đẹp hơn. Background màu đỏ, text màu trắng luôn. Tức là income này, tức là đang đến này, cảnh báo đang tồn tại này. Outcome này, cảnh báo đang đã đi rồi, cũng hiển thị như vậy. Và background acknowledge tức là người dùng đã xác nhận cảnh báo. Thứ hai là warning thì đây là lỗi này, còn đây cảnh báo này. Ngoài ra thì còn có system dialog, cái này theo mình thì không cần đâu, các bạn có thể delete không dùng hai cái này. Thì cái này thường là background màu vàng, cảnh báo nặng, cảnh báo nhẹ, màu đen, đúng rồi, cho màu vàng luôn, màu đen, ok chưa? Rồi, thì đây chính là cái alarm class. Tại sao mình lại tạo như vậy? Mình sẽ tạo là cái này warning, cái này errors. Mình sẽ tạo hai cái tag nội bằng hai cái tag cảnh báo dạng 01 thôi. Alarm là màu đỏ này. Alarm này, hai là warning. Ở đây là dạng bu nhá. Dạng bu là dạng 01 alarm warning. Ok, mình sẽ lưu lại. Và quay lại với SMI á. Ở mục alarm này thì các bạn add new và ID 1 và đặt tên là cảnh báo. Cảnh báo đỏ đi nhá. Tức là cảnh báo nặng. Thì tùy các bạn đặt tên, ví dụ đặt tên là áp suất cao, nhiệt độ quá cao, vân vân. Alarm class là errors tại vì màu đỏ mà, đúng không? Ok, trigger tag tức là cái tín hiệu đấy. Thì đây là alarm. Còn cái thêm một hàng nữa là cảnh báo vàng. Nhẹ. Cái này chọn là warning chứ không phải là errors. Warning là màu vàng, các bạn quay lại. Warning màu vàng, errors màu đỏ, đúng không? Và acknowledge thì không cần đâu nhá. Vậy chỉ vậy là xong rồi, các bạn cố hiện xong cái alarm. Và quay trở lại cái screen ấy, thì các bạn kéo ra cho mình cái thuộc tính là cái này, alarm viewer. Đấy, các bạn thấy chưa, alarm viewer. Thì chọn property cho mình, chọn appearance, cái này cái đặt chung ấy thì cứ để như vậy. Window standard tức là nó như cái trend luôn, có thể hiển thị movable này, rồi là closable này, rồi sizeable vân vân, thì mình để mặc định nhá. Sizeable thì để như vậy, cũng tức là các cái màu sắc thôi. Các bạn có thể chỉnh theo. Cái này là chọn date and time tức là cái thời gian này, thời gian phát sinh này,
thời gian ngày phát sinh này, thời gian phát sinh, alarm text tính nhờ cái này này, alarm text hiển thị cái thời gian cái tên này này. Các bạn có thể hiển thị thêm là trạng thái và cái duration tức là cái thời gian alarm group cái nào nhỉ? Đây, alarm text block thì các bạn duration, thêm duration tức là thời gian phát sinh cảnh báo là bao nhiêu, thời gian bao nhiêu. Và ngoài ra thì còn có là alarm status. Ok. Thì quay trở lại với HMI thì nó sẽ hiển thị là duration. Các bạn bỏ tick đây. Bỏ tick. Chọn duration. Ok, nó cập nhật rồi, tự động cập nhật rồi. Ok. Column thì date này, time này, alarm text. Ngoài ra thì còn có mình thêm là duration này, started. Cái này alarm text mình cho cuối cùng nhá. Mục tức là cho xuống cuối cùng đi. Mục sau cùng nó nằm đây. Cái này không cần đâu. Để vậy nhá. Ok. Lock operates input alarm, cái này cũng quan trọng. Mấy cái này cho nó hiển thị status bar này, turbo này, vân vân. Ok, mình chỉ cấu hình như vậy thì nó có thể hiển thị được rồi. Các bạn kick simulation để check. À, mình chưa tạo hai cái nút nhấn để tác động cái bit. Mình tạo cái này. Nút nhấn là alarm. Alarm thì mình sẽ tạo như này. Click VB tức là một nút nhấn hai tác động á. Invert bit. Chọn đến cái tag alarm. Đấy. Warning. Mục đích là tạo cái tín hiệu dạ cho nó hiển thị ở mục alarm thôi. Hoặc warning thôi. Thì mình cho nó màu luôn nhá. Màu mè cho nó đẹp một tí. Ok chưa nhỉ? Một màu đỏ đi. À, màu warning là màu vàng. Còn alarm là màu đỏ. Một cái này màu đỏ nhá, cái này warning nhá. Ok chưa, mình lưu và chạy lại này. Mình bắt đầu click clam đấy thì nó sẽ hiển thị cảnh báo đỏ. Và kick warning thì nó sẽ hiển thị cảnh báo vàng. Đó, hay chưa? Mình bỏ tick đi thì nó sẽ mất đi. Nhìn chưa? Warning. In tức là incoming nhé. O, EO tức là income và outcome. Mất rồi. Đúng không? Và các bạn có thể xác nhận ở đây, kích vào cái nút xác nhận. Xác nhận là nó mất hết. Alarm này, các bạn thấy này. Thời gian phát sinh là 7 giờ 49 51 giây và duration là 0 tại vì nó chưa kết thúc. Bây giờ mình kết thúc thì duration nó sẽ là 8 giây này và trạng thái là cảnh báo đỏ, cảnh báo nặng. Và các bạn có thể là xem cái trạng thái của cái cảnh báo bằng cách là ở đây. Tức là đây là online này, còn đây là offline tức là cảnh báo đã phát sinh và kích vào đây. Hoặc là đây. Ok chưa? Tức là thời gian phát sinh cảnh báo là bao nhiêu? Đấy, bằng cách tác động các cái bit này. Ở đây, ví dụ như là các bạn đưa đến một cái cảm biến nhiệt hay một cái tín hiệu cảnh báo nào đó nó hiển thị lên thôi. Thế nó tương đối là hay, cũng được mà. Dùng hay đúng không? Ở đây là trạng thái online này. Ok, một lúc thì nó chỉ hiển thị được một cái cảnh báo.
Đây, các bạn thấy đây là raw purpose, tức là cái hàng trên mỗi cái bảng, thì các bạn click vào đây để mà hiển thị, tức là một cái cảnh báo, một cái trang cảnh báo thì nó hiển thị được tầm 50 cảnh báo. Ở đây mình đặt là 50, mình hiển thị lại xem. Nếu mà không kích vào đó thì hệ thống nó sẽ tự động. Nó cũng vậy. Tức là nó hiển thị cái 50 cái này này. 50 cái hàng này. Khi mà các bạn kích vào đây database. Ok, thì đây chính là cái làm sao để mà thao tác với cảnh báo cho nó hiển thị lên như nào. Thì ngoài ra thì còn có là analog claim. Analog claim các bạn có muốn làm không? Thì mình ví dụ như mình thêm một cái new ID là analog claim này, làm text. Làm text ví dụ như analog cảnh báo dạng analog, tức là một cái tín hiệu nhiệt độ nào đó chẳng hạn. Và trigger tag là mình đặt cho nó một cái tag nhé, analog đi. Ở đây là dạng real, ví dụ như là nhiệt độ hoặc là áp suất đấy. Ok, quay lại làm. Các bạn chọn đến cái tag analog real. Ok, errors dạng là dạng errors. Và cảnh báo limit là bao nhiêu? Ví dụ limit mình đặt là constant đi nhé. Constant là 50 đi. Đây, limit 50 thì lớn hơn 50 thì nó bắt đầu cảnh báo, hoặc là nhỏ hơn 50 thì nó bắt đầu cảnh báo. Depend, cái này là không cần off luôn. Có thể là incoming, tức là đang tới, hoặc là outcoming, hoặc là incoming. Cái này mình tắt đi. Cái này không cần consist certain để làm condition. Cái này mình không hiểu như nào, cho nên mình không giải thích ở đây. Thực chất thì các bạn chỉ cần như vậy, hoặc là có thể gán một cái tag. Các bạn có thể gán tag cho cái giá trị limit này. Ví dụ mình đặt là các bạn có một cái tag là nhập vào giá trị high limit và low limit, thì các bạn phải gán tag này. Ở đây mình đặt là mặc định. Ví dụ mình tạo thêm một cái high limit tức là cái ô nhập vào ấy. Các bạn có một cái ô nhập vào, ví dụ mình đặt tên là giá trị cảnh báo. Và đây IO fill là cái bit vừa rồi, à cái tag vừa rồi. Cái tag là analog high limit. Ok. Tất nhiên mình sẽ tạo cho nó một ký gì nhỉ? Con trượt. Con trượt này là của cái nữa nhá, của cái analog thực tế. Đây, giá trị analog. Ok chưa? Và mình bắt đầu thử với constant, tức là số 50 trước nhá. Constant tức là số thực, à số nguyên mà, hoặc số thực mà các bạn nhập cái giá trị limit ấy. Và sau nữa thì mình sẽ thử với cái tag simulation already running. Mình chạy lại. Ok, ví dụ này. Mình cho đến 75. Đấy, thì nó sẽ hiển thị cảnh báo dạng analog, tức là lớn hơn giá trị 50 các bạn đặt ở đây thì nó sẽ hiển thị. Ví dụ mình kéo xuống nhỏ hơn 50 thì nó sẽ trở về trạng thái là đi rồi.
Cảnh báo dạng lá lốc là 11 giây. Nó tồn tại 11 giây. Tiếp tục xuất hiện. Đi. Ok, nhìn này. Và mình chuyển sang cái số thực, tức là cái giá trị đặt ấy, theo tag ấy. Thì mình sẽ gắn cái tag vào. Tag là analog higher limit. Và mình bắt đầu chạy lại. Mình phải lưu đó rồi chạy runtime cho cái analog này đó. Ok, chạy lại. Lưu lại. Chạy lại theo cái màn hình. Cảm thấy gì nhỉ? 15, 18 thì nó cảnh báo rồi. Ví dụ mình chọn là 30 thì nó sẽ ô rồi, tức là nó đi rồi. Xác nhận lỗi là nó mất. Ở đây mình đặt là bây giờ giá trị là đang 18 nha, mình đặt là 10 đi thì nó sẽ xuất hiện ở đây. Đấy, thấy chưa? Tức là cảnh báo dạng analog, dạng số thực, số nguyên chẳng hạn, vân vân. Không phải là bit đấy. Khi kéo xuống thì nó mất dạng IO, tức là mất rồi. Các bạn có thể xác nhận lỗi ở đây. Và nó mất. Khi mà lỗi đang tồn tại thì các bạn xác nhận nó cũng không mất đi, mà nó sẽ hiển thị trạng thái như này. Ok, thì đây chính là cái nội dung mà mình muốn giới thiệu về cái cảnh báo. Và mình muốn giới thiệu một cái cảnh báo khác nữa. Đó chính là cái cảnh báo dạng Window Pop-up. Cái này thì mình tự tạo thôi, các bạn tạo cho mình một cái hình chữ nhật này. Và lên mạng tìm cho mình một cái hình alarm. Warning. PNG đi nhá. Đấy, đẹp chưa? Chọn cho mình một cái hình nào đó, hình đầu tiên đi. Hoặc là cái này nhá. Cái này đẹp hơn. Ok, các bạn tải về cho mình. Mình đặt ở desktop. Rồi, bây giờ các bạn kéo vào. Đấy. Thì nó vào rồi, các bạn thay đổi kích thước đi. Cho nó nhỏ lại. Kéo vào đây. Mình thêm text vào. Copy text. Cảnh báo dạng 01 thì cảnh báo gì? Ví dụ như cảnh báo nhiệt độ cao chẳng hạn. Mình thay đổi cái thuộc tính ở phone chữ 18 21 đi. Cảnh báo nhiệt độ cao. Thì các bạn group lại ba cái này. Rồi các bạn cho thuộc tính là visible thôi. Đơn giản mà, đúng không? Display visible bằng cái bit. Bit này là bit 01 nhá, alarm hoặc analog. Ok. Thì chọn signal bit. Thì bây giờ nó hiển thị rồi. Đây là cảnh báo giọng pop pop. Mình chạy lại cho bạn xem luôn. Đấy, ví dụ như mình bật alarm lên thì cái pop pop nó hiển thị visible. À, nó tại vì đây là cái alarm cho nên là nó hiển thị đằng sau alarm. Thì các bạn phải kéo màn hình to hơn. Và các bạn phải đặt ở đây này. Không được đặt trên alarm nữa nhá. Mình cho cái alarm nhỏ lại. Ok chưa? Chạy lại này. Đấy, alarm này nữa. Mình tắt đi nó mất.
bật lên là nó hiển thị thôi. Đây chính là cái dạng cảnh báo dạng pop-up ấy các bạn. Dạng pop-up tức là dạng cái một cái window nhỏ hiển thị lên. Thì đây mình tạo bằng tay thôi. Nó tương đối là như vậy thôi. Hoặc là các bạn có thể tạo như này. Thêm cho mình một cái screen. Và copy cái hình vừa rồi. Mình cắt đi nhé. Copy này. Đặt ở trên góc luôn, các bạn đặt ở góc luôn. Và kích thước ở đây là tầm bao nhiêu nhỉ? Layout 379182 thì quay trở lại cái screen 1 thì các bạn xóa cái này đi. Và tạo cho mình cái này, kéo cái này ra, cái đầu tiên ấy, screen window. Ở đây chọn là disable screen, chọn là screen 2. Đấy thì nó hiển thị như này. Cảnh báo nhiệt độ cao. Và cái này có thể tắt đi nhá. Ok chưa? Thì các bạn đặt thuộc tính cho nó cũng là hiển thị thôi. Disable. Làm signal bits. Ok, mình che lại này. Screen 2 cũng lưu lại. Đấy, ví dụ mình alarm thì nó sẽ hiển thị lên và cảnh báo này có thể di chuyển này. Thấy chưa? Đấy chính là cái dạng cảnh báo dạng pop-up window ấy. Tương đối là hay đúng không nhỉ? Thì đây chính là cái nội dung của bài giảng hôm nay mà mình muốn giới thiệu. Và hy vọng là các bạn thích cái bài giảng này. Ok, chào các bạn.